Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn có chiều dài hơn 4 km do Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn lên tới 220 tỷ đồng. Công trình này bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2020, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2022. Tuy nhiên đến nay, dù đã quá thời hạn hoàn thành 18 tháng, công trình này vẫn chỉ là những mố trụ dở dang. Cầu 220 tỷ đồng thi công ì ạch, hàng ngày người dân ở Quảng Nam phải liều mình đi qua cầu máng dù chính quyền địa phương đã cấm đi lại trên cây cầu này. Dự án cầu Tam Tiến là công trình trọng điểm của huyện nhằm rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện đến các xã ven biển phục vụ cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Mặc dù đã quá thời hạn hoàn thành 18 tháng, nhưng công trình này vẫn chỉ là những mố trụ dở dang. Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành lý giải, dự án chậm tiến độ là do nhiều nguyên nhân. Dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng của thời tiết, vật liệu thi công khan hiếm, giá cao và đặc biệt là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc cầu mới thi công ì ạch khiến người dân hai xã Tam Tiến và Tam Xuân 1 tại huyện Núi Thành, Quảng Nam muốn qua sông Trường Giang phải đi vòng xa khoảng 10 km. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người đã bất chấp lệnh cấm của chính quyền đi qua cây cầu máng dẫn nước rộng gần 1 m, dài hơn 30 m, cách cầu Tam Tiến đang thi công khoảng 50 m. Đáng nói, đến nay đã có tới 17 người thiệt mạng khi đi qua cây cầu máng. Do có nhiều người thiệt mạng trên công trình thủy lợi này nên cầu này còn có tên gọi khác là cầu Vĩnh Biệt. Bà Lê Thị Thu, chú tại xã Tam Tiến kể, nhiều người đi qua cầu máng bị té, được phát hiện và cứu kịp thời, nhưng không phải ai cũng may mắn như thế. Thương tâm nhất là cặp vợ chồng sắp cưới quê ở Tiên Phước, đi mời đám cưới, khi đi ngang qua đây, cả hai đã rơi xuống sông và tử vong. Ông Nguyễn Tấn Vĩ, chú tại xã Tam Xuân cho biết, hàng ngày vẫn đi lại trên cây cầu máng để qua xã Tam Tiến làm công nhân. Lo sợ rơi xuống nước, ông dắt xe máy đi thật chậm. Ông Vĩ cho biết, từ nhà tôi đi đường lớn đến chỗ làm khoảng 20 km, trong khi đi qua cây cầu máng thì chỉ mất khoảng 5 km, mất chưa đến 10 phút. Ông Nguyễn Xuân Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Tiến cho biết, do xây dựng cách đây hơn 40 năm nên hiện cây cầu máng bị xuống cấp trầm trọng và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ông Luận nói, chính quyền địa phương và người dân mong mỏi cầu Tam Tiến sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Dự kiến, sau khi cầu mới xây xong thì cầu máng sẽ được tháo dỡ và thay bằng đường ống ngầm chạy dưới sông để dẫn nước qua. Trong khi chờ đợi cầu mới hoàn thành, hàng ngày vẫn có rất nhiều người dân đánh đu trên cây cầu tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Liên quan tới dự án cầu Tam Tiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt gia hạn thời gian hoàn thành dự án cây cầu Tam Tiến và đường dẫn sang năm 2024. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc triển khai, thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tổ chức triển khai thi công theo cam kết, chỉ đạo các đơn vị lập lại tiến độ thi công, chi tiết, huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công đối với các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng. Thưa quý vị, cầu kênh Sán Chuyên Bầu, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang bị lún trụ và gãy nhịp nghiêm trọng khi đang thi công, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Những nhà thầu nào đang phụ trách công trình này? Cầu đang thi công thì gặp sự cố. Ngày 27 tháng 5, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang cho biết, công trình cầu giao thông nông thôn kênh 9, bắc ngang kênh Sán Chuyên Bầu của địa phương đang thi công thì gặp sự cố bị sụt lún. Hiện đơn vị thi công đang tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố này. Trước đó vào khoảng 7 giờ 45 sáng ngày 26 tháng 5, khi công nhân đang thi công công trình giao thông nông thôn kênh 9, bắc ngang kênh Sán Chuyên Bầu thì bỗng nhiên gặp sự cố, trụ cầu có dấu hiệu bị sụt lún, các nhịp cầu cũng bị gãy đổ. Trong đó, nhịp giữa của cây cầu bị sụt lún nặng và có nguy cơ đổ gãy. Được biết, công trình giao thông nông thôn kênh 9 bắc ngang kênh Sán Chuyên Bầu là công trình xây dựng theo hình thức xã hội hóa, nhà nước, đơn vị từ thiện và nhân dân đóng góp. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng, trong đó hơn 900 triệu đồng là vốn đầu tư từ nguồn trong dân, 900 triệu đồng là vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Tuy công trình chưa thi công, nhưng tháng 1 năm 2023, chủ đầu tư đã thanh toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phú Ý, được thanh toán 100% số tiền theo hợp đồng là hơn 855 triệu đồng. Hơn một năm sau khi thanh toán thì công trình mới được khởi công xây dựng và gặp sự cố sụt lún. Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông thông tin, cây cầu kênh 9 bắc ngang kênh Sán, Chuyên Bầu là cây cầu quan trọng kết nối hai địa phương Rồng Riềng và Tân Hiệp, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con, vận chuyển hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhà thầu là ai? Công trình xây dựng mới, cầu ngang kênh Sán Chuyên Bầu, đoạn cuối kênh 9 thuộc xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp là công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Nhà nước, đơn vị từ thiện và nhân dân cùng đóng góp để xây dựng, được triển khai theo quyết định số 203
ngày 24 tháng 5 năm 2022 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cầu ngang kênh Sán Chư Bầu, đoạn cuối kênh 9. Hạng mục xây dựng mới do ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông ký ban hành. Từ đó cho thấy, chủ đầu tư công trình là Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông và tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình này là Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Xây dựng huyện Tân Hiệp. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông ban hành quyết định số 212. Ủy ban Nhân dân chỉ định cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Ý, địa chỉ trụ sở tại số 227, quốc lộ 80, khu phố Đông Hưng, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, trúng thầu với mức giá hơn 855 triệu đồng. Thời gian thi công là 120 ngày, hình thức chọn gói. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Ý được chỉ định trúng thầu và ký hợp đồng thi công xây dựng công trình, nhưng sau đó lại ký phụ lục để trở thành đơn vị cung cấp vật tư và được thanh toán 100% giá trị hợp đồng dù cầu chưa xây xong và đã gặp sự cố. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông ký phụ lục hợp đồng số 02-2022 kèm theo hợp đồng số 8-2022 ngày 27 tháng 5 năm 2022 với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Ý. Trong đó có nội dung thay đổi quan trọng, sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 8 như sau. Việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượng hoàn thành theo thực tế. Bên giao thầu thanh toán cho nhà thầu 100% giá trị khối lượng hoàn thành khi nhà thầu thực hiện cung cấp vật liệu xây dựng công trình cho bên nhận thầu 100% giá trị hợp đồng. Ngày 6 tháng 1 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Ý được thanh toán 100% số tiền theo hợp đồng là hơn 855 triệu đồng, mặc dù công trình vẫn chưa thi công hoàn thiện. Khắc phục sự cố ra sao? Sự cố sụt lún và gãy nhịp cầu kênh Sáng Chân Bầu không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo đánh giá, bước đầu sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và chất lượng của công trình. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông và các đơn vị thi công tìm cách tạm thời khắc phục sự cố. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp cho biết, sự cố cầu kênh 9 xảy ra, địa phương cũng đã báo cáo nhanh về Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp để có hướng chỉ đạo khắc phục sớm, giúp bà con đi lại thuận tiện. Ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp cho biết, hiện nay huyện đã báo cáo sự cố cây cầu lên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và chờ phương án xử lý. Còn những vấn đề khuất tất khác liên quan mà báo chí phản ánh, huyện đã lập đoàn thanh kiểm tra và sẽ có thông tin chính thức sau khi có kết luận thanh tra. Thưa quý vị, cầu Đắc Rông trên địa bàn huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị nằm trên tuyến đường huyết mạch nối cửa khẩu quốc tế La Lai với quốc lộ 9 hiện nay đang gặp sự cố nguy hiểm. Mỗi khi có xe tải nặng lưu thông qua cầu, kết cấu nhịp cầu có hiện tượng rung mạnh, cáp dây văng có sự giãn dài trông thấy làm bung mối nối ống bảo vệ cáp dây văng. Mỗi ngày cây cầu này vẫn gánh hàng trăm lượt xe tải qua cầu nhưng chưa có đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát tải trọng. Liên quan đến vụ việc, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Trị kiểm soát tải trọng xe qua cầu treo Đắc Rông. Ngược lại, tỉnh Quảng Trị lại đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện việc này. Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị có biện pháp kiểm soát tải trọng xe qua cầu treo Đắc Rông trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây thuộc huyện Đắc Rông. Cây cầu này xuống cấp, bị gắn biển sự cố nghiêm trọng, phải có lực lượng trực gác và chỉ cho phép xe tải qua cầu từng chiếc với tốc độ giới hạn 5 km một giờ. Theo khu quản lý đường bộ 2, cầu treo hư hỏng có thể gây sự cố sập cầu bất cứ khi nào. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị này không có tổ chức thanh tra cục, các khu quản lý đường bộ cũng không còn công chức thanh tra, không được giao nhiệm vụ chức năng thanh tra chuyên ngành, dẫn đến không có lực lượng làm công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe. Đồng thời, từ tháng 10 năm 2022, khi tổ chức tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì chưa có quy định của pháp luật giao Cục Đường bộ Việt Nam, khu quản lý đường bộ là cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải thì Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ địa phương, quốc lộ được phân cấp quản lý. Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông của địa phương chủ trì kiểm soát tải trọng xe tại cầu treo Đắc Rông, chỉ cho phép lưu thông các phương tiện đảm bảo tải trọng theo biển hạn chế tải trọng cầu đường. Đồng thời thường xuyên tuần tra xử lý phương tiện vận tải nặng thông quan nhập cảnh qua hai cửa khẩu quốc tế La Lai, Lao Bảo lưu thông trên quốc lộ 15D, quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây.
Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu khu quản lý đường bộ 2 phối hợp với địa phương bố trí cán bộ cân xách tay để kiểm tra tải trọng xe. Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh cầu Đắc Rông nằm trên tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 9 với cửa khẩu quốc tế La Lai, từ đó thông thương với Lào và Thái Lan. Tỉnh Quảng Trị đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo tổ chức kiểm tra tải trọng xe qua cầu treo Đắc Rông nhằm đảm bảo an toàn công trình, giao Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và huyện Đắc Rông phối hợp thực hiện. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị, đơn vị chỉ có một trạm cân xe lưu động với một thiết bị, 5 thanh tra viên phải kiểm soát tải trọng xe trên toàn tỉnh với 23 tuyến đường tỉnh dài 284 km và 6 tuyến quốc lộ ủy thác dài 136 km. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu phân luồng xe tải nặng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn về quốc lộ 1, khiến xe tải nặng tránh trạm BOT, đi vào đường địa phương tăng cao, buộc đơn vị tăng cường lực lượng hết công suất để đáp ứng nhiệm vụ mới đặt ra. Dù thế, trước yêu cầu cấp thiết kiểm tra tải trọng xe qua cầu Đắc Rông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cho hay sẽ bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp kiểm tra tải trọng xe khi có kế hoạch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!